Mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay ba cô cháu mình vẫn tiếp tục đi bán ốc đá. Đến hẹn lại lên ấy. Hôm nay được mớt len với cả nhà của mấy anh em đi bắt bà kia nè. Này ốc len nè cả nhà. Ốc len này là ốc đá nè. Đây. Đó. Ốc đá nè cả nhà. Này ốc đá hơi nhiều quá nha. hai tụ ốc đá nha. Đó, với dợp. Đây. Dợp nè. Dợp thì sáng mới đi bắt. Giờ hai ba cậu cháu mình sẽ chạy vỏ ra quầy cầu Dần Xây. Mình bán ngay tại điểm cầu Dần Xây ngay cả nhà, đường xuống huyện Cần Giờ á. Cả nhà có quý mến mấy anh em mình á thì cả nhà chạy ngang thì ủng hộ cho mấy anh em mình nha. Giờ mình chạy vỏ quầy mình bán đây. Cả nhà theo chân đồng hành. Chào bà cô chú. Cùng mấy anh em mình nha. Rồi, chào cả nhà luôn. Mong rằng hôm nay là ba cậu cháu sẽ mua mai bán đắt nha cả nhà. Được cô chú anh chị đi đường á, thấy bán sẽ ghé ủng hộ ba cậu cháu mình. Rồi giờ bắt đầu là chạy vỏ ra ngoài. Cuối cùng ba cậu cháu cũng tới chỗ rồi cả nhà ơi. Cái nơi mà ba cậu cháu hay đem đồ lên đó cả nhà. Cái ụ này ụ ghe của người ta. Anh Tư chạy đánh gỡ luôn đi. Lấy vỏ luôn đi em, đem đồ lên. Rồi giờ ba cậu cháu mình bắt đầu đem đồ lên nha cả nhà. Còn anh Tư hả? Anh Tư thì chạy vỏ lại đằng kia gỡ. Rồi cả nhà ơi, hai con cháu mình đem đồ lên tới rồi cả nhà. Anh Tư thì anh đi gỡ vỏ rồi, giờ mình chế đồ ra trước. Đây là ốc đá. Đây, đá nha cả nhà. Mới ra tới luôn rồi. Dạ, không mới ra tới. Có gì không? Dạ có ốc đá. Ốc đá không à. Dạ thì có tôm không? Dạ không. Nay sáng đi chạy tôm mà. Dạ sáng đi chạy mà không có. Chạy mà không có con tôm nè. Dạ dọc này ốc thì... len hả? Dạ này có người dặn là giờ chứ. Chỉ còn ốc đá không hả? Dạ. Ồ. Này có người dặn rồi nên hai cô chú anh. Là lấy hai cái ốc đá. Dạ. Rồi mình chưa lên nữa. Dạ ốc đá này 40. Dạ đợi con tí được không? Dạ tại ảnh đi ở dưới lên á, ảnh lấy căng lên. Kệ tôi lên kìa. Đó đó đó, đèn lên. À. Nay hai ký về ăn thử đi. Dạ ốc này giòn lắm. Chú về chú tâm ớt á. Tâm ớt ăn nó không có bị nhẵn nhưng mà tại cái gì đó bị nhẵn luôn, nó là cái hậu đó. Hậu của nó. Đi anh.
ngon. Bữa em chị về chị ngâm ớt á, xong rồi ngâm ớt khoảng nửa tiếng là nó sạch rồi, là chị luộc, chị luộc hay chị hấp xả, chị đâm mắm chanh hay là muối cũng được hết, nó giòn mà nó ngon lắm. Đúng, ăn như ốc kia vậy. Dạ đúng rồi, có bữa em cũng luộc sẵn cho mấy anh chị ăn á, ăn nghe ngon hả? Lấy 2 ký. Dạ chẳng chăm nhiều đi. Dạ dạ, chỉ lấy 2,5 ký. Là bắt trong. Dạ dạ đúng rồi, bắt trong rừng. Mà đều đi sâu vô trọng á. Tụi em thường thường cũng có dợp với cua nhưng mà anh ăn có. Con dợp á chị, nè con dợp con xuống đây. Có dợp nữa mà. Dợp này mấy chú dặn rồi. Anh em cũng để ra ngoài. Dợp rừng. Dợp rừng bắt. Cái con đó có người dặn à hả? Dạ. Bữa nay hôm giờ tụi em hết hàng rồi, tụi em đi bắt mà không có. Dợp dừng nó như vậy nè, nó tròn. Dợp này là nướng mỡ hành ăn. Chết à. Chết thèm á, chết thèm. Dạ đúng rồi. Con đó là nhiêu ký? Dạ dợp đó có loại 30, loại 40. Dợp đều thì 30, mà con bự cụ vậy nè là 40. Dạ, cảm ơn. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà giờ đỡ hơn đó rồi anh. 6 thứ 7 chủ nhật. Còn mấy năm về trước á là vắng luôn, người ta chạy nhiều khi ta không dám, còn bây giờ xe chạy nó chung cũng có ngày à. Giờ đâu dám chạy hồi sợ ma luôn. Chứ thứ 7 chủ nhật này chạy dữ lắm. Rồi cả nhà, mới ra thì được á. chú mở hàng 2 ký, anh chị này gửi hàng 2,5 ký, còn cái này đã dợp á cả nhà. Dợp thì nãy trên đường đi ra thì có cái chú ở Gò Vấp gọi nè, chú gọi chú dặn dợp này với này. Lại cô ở đâu, củ chi cô ở Củ Chi hả? Dặn nên mình để lại dặn cho cô với chú đó, mình không có đem ra ngoài được, không có đem ra ngoài, để cả nhà. Với lại ốc này để cho chú. Ốc len nha cả nhà. Cái 5 ký, cái 4 ký mấy. Hồi nay mong rằng đầu xuôi đuôi lọt nha cả nhà. Được cô với lại anh ủng hộ. Mở hàng. Okay. Quá vui luôn, quá vui luôn này. Hả? Gần 4 ký rưỡi. À. Giờ ba cậu cháu ngồi đợi khách tới nè cả nhà. Chung là mình bán có một món đó cũng khó cả nhà, tại dợp này ốc cô với chú dặn mình còn ốc mà. Nhiều khi anh chị hay cô chú khác mà vô muốn mua dợp cũng không có, nhưng mà họ chưa biết đến ốc đá. Có nhiều cô chú anh chị có mua ốc đá ăn thử rồi biết cả nhà. Giờ cũng bán được mớ rồi. Giờ dạo này hiếm quá. Nước dòng quá con đâu bắt được đâu. À. Kém thì bắt có thể nhiều hơn là nước dòng này. Nước dòng này thua. Không, chúng ta lại hay chạy theo cũng nhiều ít. Ít nữa. Không chắc em nghĩ là đi thứ 6 rồi. Còn mấy là trước rồi, sáng sớm rồi. Hồi sáng sớm đúng quá trời xe chạy. Giờ chuẩn bị mát nè, chuẩn bị người ta ở dưới ta về. Chứ không phải ít đâu. Thường thứ 7 chủ nhật đi đông lắm buồn. Này lễ đúng không? Ừ, này lễ nữa. Đông lắm. Chết rồi đó. Chờ cả nhà ơi, có người anh được mua được mình 1 ký nữa cả nhà. Đó, anh về nè, anh về dưới cho sạch, sạch sạch lên. Giờ ngâm 10 phút có 10 phút ớt là ăn ok. Nó sạch trơn. Cái dạ dạ. Anh thử đi. Anh thử ngon mốt ghé mua ủng hộ em. Mình anh người ăn ở đâu? Dạ. Em ở đây, em bắt ở đây luôn. Dạ. Dạ. Vậy là bán ngồi xuống dưới ngay cua. Xuống không kịp để em thố thấy không? Dạ dạ. Ngồi đây nó xuống ngay cua nó xuống. Đúng rồi. Dạ. 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 Dưới đó cái chớ. Nó vừa hết chớ nó giận thấy tất cái luôn. Dạ dạ, tại em thường. Đổ xuống giống cái nãy xuống là không thấy phải không? Dạ. Không? Không kịp xuống mua nó không kịp. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ 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 rồi, mốt mình có bán đó cả nhà, lại cứ mát luôn á. Giờ xuống đó đó cả nhà, đó xuống đó đó cho xe chạy xuống đó, có gì thấy cả nhà.
Rồi nhờ ảnh ủng hộ cho một ký nữa, cháu một ký ốc nữa. Ảnh thử, ảnh cũng người ở đây luôn nha cả nhà, nhưng mà ảnh chưa có biết ốc ta. Ảnh mua về anh ăn thử. Đá đù 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 qua cái gì? Đù ba ông đá đù qua cái cọc. À cọc. Bữa nghe anh kia nó cũng nói cọc đó. Ừ, đù cọc mà. Còn này mình bắt ở trong rừng. Dạ. Dạ, dạ anh. Dạ. Cá có gì vậy? Không, chỉ có ốc đá không à. Chứ mớ dợp mà mấy anh chị dặn rồi, cô chú anh chị dặn rồi. Dợp đâu? Dạ. Dạ. Dợp cô dặn cô ở dạ, hả? Củ Chi dặn rồi. Em còn ốc đá. À. Anh có dặn em không? Qua có điện em mà thấy có gì mua nấy chứ không có dặn. Dạ dạ. Dạ. Ốc đá. Anh tên gì ta? Anh tên gì? Quý á. Dạ. Quý á. Quý. Ờ đó. Để em coi coi. Anh ở đâu anh? Biên Hòa. Bán đỡ không anh? Dạ. Dạ em bán, anh về anh. Anh đi đi ở đâu về vậy? Dưới vậy hả? Biên Hòa này dưới. Biển hả? Biển anh từ Biên Hòa xuống biển chơi. Dạo giờ dưới á. Món đá này về ăn chơi được. Dạ. Chung gỏi xài với lại đu đủ với lại luộc khắp xã đó. À, anh ngâm ớt 10 phút nha, là sạch bóng luôn, là ăn nó giòn lắm á. Ủa hay bán cá bán đồ ốc còn ngon chưa? Dạ cá mùa này là sao em hết à? Trời ơi, 4 năm anh em đi đăng mà dầm đăng được có 2-3 ký cá à. Dạ, dạ đúng đăng đó mà. Đuối luôn. Dạ đó, đăng chung với mấy anh em đó. Út nữa. Dạ Út là gì? Út đăng viên. Út là viên. Út riêng. Chung cũng chung đó. Giống như là ba cái gì mà đúng không? Dạ. Coi kênh rồi vậy. Dạ, ốc đá nãy giờ cũng có anh chị mua lai dai ăn cho biết á. Hồi hổm em bắt ra chưa có biết đến. Cái cũng ít có mua. Giờ ăn xong rồi với lại em làm về em ăn đồ luôn á, thấy cũng ngon á. Giờ chị nó về bán sao? 40.000 ký vậy. Dạ. Nó giòn á. Không có giòn. Anh ăn con này chưa? Ăn thử thì biết. Ngon. Ăn 3 ký luôn. Nó không có tanh, nó không có gì chứ, nó là tặng cái anh về anh dồn ngâm ớt rồi nó sạch bốt luôn à. Anh ăn này cũng có con miệng. Em cái nó đẹp làm nước mắt ngọt á. Rồi là ăn muối cũng được. Dạ. Em tính bữa nào em về em luộc dừa nè. Dạ luộc dừa ăn thử coi nó thơm không. Em còn không nhớ anh không có dành về cái đó đó anh. Trời ơi em nói anh không có dành về mình điện thoại cho mấy á. Nên là ảnh không có dành về cái đó nên nhiều khi á tin kết bạn rồi ảnh không biết kêu gửi định vị rồi dạ, em cũng không có nãy có cái cô kia kêu gửi định vị em lên cô Củ Chi á gửi định vị anh cũng không biết dù anh nó kế em á cái em bấm cho nãy giờ bán được mới lên dạ mới lên lúc một giờ một mấy là bốn năm bao người bốn người á đá rồi giờ là anh đi về hả dạ dạ em gửi để tiền cho quà đi có tiền lẻ không chị có với 200 không ủa chị tìm ai nó ba mấy thôi còn tiền đó thôi tôi còn tiền đó không có 100.000 nào không không luôn à con có nè à nhi có không rồi lấy đi con để với nhi chạy đang lấy 100.000 đưa nè cam dạ dạ để với Nhi lại lấy 100.000 lại thôi em thấu anh chị là em hết tiền lẻ luôn. Dạ đá có 38 rồi cũng không đủ luôn Tư ơi thôi anh vậy lấy thêm đi lấy thêm đi anh rồi thôi chị nhiêu rồi ba mới có 38 200 mới có 300 mà ba trăm dạ thối là 324 không cái này có 3 ký nó có 120 ba trăm tám đem hết tiền lẻ 200 có
300. 300 đúng hả? Dạ. Rồi thôi được rồi. Thôi lấy thêm đi anh. Thiếu nhiều nữa sao? Hả? Thiếu nhiều nữa con. Thiếu 80. Thôi bỏ đi. Con có 40. Dạ vậy em cảm ơn luôn. Thôi lấy thêm cho anh mới đi. Thôi lấy thêm đi, lấy thêm đi. Về ăn luôn đi cho thôi về ăn. Để lấy thêm mới cho anh luôn đi. Thì cũng như là anh tặng em thì em tặng là anh chị ăn thôi. Biết thôi chứ có gì đâu. Cái gì có gì bắt không? Dạ có anh nữa đi bắt được 5 kg. Bắt kiếm tiền. Bữa bắt được 5 kg cái gì mà lội thế. Giỏi lắm á. Vậy chứ lội tình giỏi lắm á. Trời ơi nhiều biết rồi. Kệ ăn đi, ăn cá luộc đã, cho anh chị em kế gần chùm xuống ăn. Dạ, thế em gửi anh. Rồi, vậy đi ha. Dạ, cảm ơn, cảm ơn anh với chị. Cảm ơn chú. Rồi, bye anh. Bữa nào xuống rồi, gọi xuống nha bạn. Dạ, dạ, dạ. Rồi, còn nhiều ốc đá này cả nhà ơi. Mình đem tiền lẻ mà không có tiền trắng cũng như không cái nha. Nên tiền lẻ không tiền lẻ không à. Nhà anh chị á mua giùm mình được mấy ký. Thêm 2 ký rưỡi nữa. Dạ anh có phân nghiệm. Đây chị nãy dặn dợp rồi cả nhà. Dạ chào cô. Dạ, dạ có con có chưa có chưa có chưa ủa sao mà xa dữ vậy con xa hả? Ừ bữa nay lấy ốc gì vậy? Dạ ốc đá đó. Đá đó ăn sao? Đang ngồi mình luộc nhiêu một ký? Dạ đây 5 ký. Giờ chút nữa về giữa sạch á. Ừ. Giữa sạch ngâm ớt 10 phút rồi là luộc ăn là nó sạch chân luôn, nó giòn, cái độ giòn trụng gỏi xài hết, đủ gì cũng ngon hết. Dạ ăn thử nha. Dạ ăn thử đi cho biết đi. Rồi chị lấy mấy ký chứ? Ngon lắm á. 3 ký đi. Nó dễ làm. Tại vì về mình xịt cho giữa là sạch. Ăn nó giòn lắm. Mới kia cũng mới mua 5 ký. Đây 4 ký đi. Nay không có con cua nào đó hả? Cái này chút ăn cho vui. Dạ. Sáu chục nó có 5 ký vậy hả? Dạ. Thấy nó trên đường nói tổng đây à? Mai mốt có kêu em quả dắt đi vô đây là đem bánh tráng đây làm tiền ở trong rừng. Có mà có chỗ mà. Ấy thì lấy thì tới. Có chỗ nào? Dạ cũng nhiều người dạ, dạ, lắm mà dạ. Ông thống điện là tức quá luôn. Dạ đúng rồi. Dạ cũng nhanh. Dạ cảm ơn người. Dạ lấy ốc len không anh? Lấy hết anh cho anh em đi về luôn. Dạ nghỉ, đi về nghỉ. Bữa nay cho về nghỉ bữa đi. Ừ, về nghỉ. Dạ ơi à. Coi trên mạng hả thấy cung thấy rơi luôn. Quay dưới chân thôi là quay trên mạng. Dạ. Hơn ký ốc len ký mốt tính ký đi. Trời ơi. Ký ốc len đi. Trời ơi sao mà bữa nay không luộc đó là làm gì ăn cá luộc sao mà không luộc ra đây cho tôi ăn thử trời có bữa luộc có thấy nha đúng rồi đúng rồi trời ơi thấy bữa nay cân lắm nha. Bữa nay đi làm về rồi mới ra luôn dạ làm trong rừng về xong rồi ra luôn á kia là còn ở trên nhà luộc sẵn rồi làm nước chấm nước đồ sẵn luôn làm gì làm nấy nha coi đó cái này cũng luống rồi để luống ra biết đem cho cái căn mà mốt xuống đem cho cái căn mà căn hả? Nào mà, dạ. Mốt cái căn 10 ký quá. 2 ký. Dạ đúng rồi. 2 ký. Dạ. Mà đi đợt một nó không thôi tại đi đám nè, chứ phải không ăn. Dạ 5 ký nè.
còn nhiêu chế hết luôn cho tính đồng ký đi. Ông nó bệnh nặng rồi nghe, cái đồ là bệnh nặng nghe. Chửi, cái lợn này 3 kg dịp lớn. Ừ, tính này tính thì từ ở bên quận 9 là qua tới đây. Hai dưới này rưỡi hả? 15 ngàn. 45, 245, 45 tính 40 ký. 200 cảnh 160. Ở đây là 6. Cái này 5 ký không? Ừ. 306, 306. Đi xa lắm hả? Xa lắm. Lúc mà chết luôn. Thôi kệ xa ra về về ăn lần thôi. Muốn ăn thôi. Dạ. 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 Mấy ký vậy nè. Bữa nào cũng thôi. Đi lỡ lại vậy nè, đi lỡ ụt bịch nè mà nó ngã gì đây không? Giết cái lưng giờ. Vậy chứ mà vậy chứ mà bắt lóc là mấy anh em buồn. À bắt có mà nó giác cho nó nặng mà nó cực mà có để có thu nhập, còn nếu mà lóc quá là anh em buồn. Có gì là xuất hết cho anh em về nghỉ luôn. Có cá lấy cá, có cua lấy cá. Cá mùa này là tụi em bỏ rồi, sách lên. Sách lên này, sách bỏ không gì. À tụi em không có đăng, nó đăng 4 năm anh em chị. Cuối cùng chị mua hết ốc đá cho bà, cho bánh chén luôn. Nó nè bánh chén là 100 ngàn. Trời ơi đã ta 100 ngàn, mình cũng 60 ngàn luôn. 100 ngàn, mình 60 ngàn. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi hôm nay thì nói chung là ba của cháu mua may bán đắt, may mắn trên sự may mắn luôn á cả nhà. Thì bán đồ không còn cái gì giáo luôn, thì cũng cảm ơn cô chú anh chị đã ghé ngang ủng hộ cho ba của cháu. Một lần nữa thì cảm ơn rất là nhiều. Clip của mình đến đây thì cũng tạm dừng ngay cả nhà. Cả nhà quý mến mấy anh em mình á, cho mình xin được like và lượt đăng ký. Cả nhà chia sẻ cho bạn bè và người thân biết đến nha, để ủng hộ cho anh em mình có tinh thần làm những clip hay cho cả nhà xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào cả nhà. Hẹn cả nhà những video mới nhất của ba cô cháu mình nha. Chào cô chú, hôm nay phá kỷ lục luôn. Bán hết ốc đá luôn. Đúng rồi, hôm nay bán phá kỷ lục luôn chị ơi. Dạ.